Bước vào mùa mua sắm cuối năm, các sản phẩm điện tử gia dụng thương hiệu châu Âu đang đồng loạt triển khai những hình thức ưu đãi hấp dẫn đến người tiêu dùng. Đáng chú ý là chương trình lễ hội tháng bán hàng châu Âu 2014 vừa khai mạc tại hệ thống trung tâm mua sắm Nguyễn Kim. Khai mạc vào sáng ngày 14 tháng 11, lễ hội tháng bán hàng châu Âu 2014 có sự tham gia của hơn 40 thương hiệu đến từ châu Âu như Electrolux, Philips, Stefan, Candy, Bosch, Bluehouse, Torino, Faber, De'Longhi, Vision, Corel, Heffele, El, Eurohome, Ferroli, Ariston, Denon. Chương trình quy tụ nhiều sản phẩm mới, công nghệ mới để đón đầu nhu cầu mua sắm cuối năm của người tiêu dùng. Tháng bán hàng châu Âu tại Nguyễn Kim là cơ hội cho chúng tôi mang sản phẩm Tefal đến với người tiêu dùng Việt Nam. Tefal là sản phẩm đã có từ 75 năm của tập đoàn với bàn ủi, máy hút bụi, máy xay. Vài ưu điểm vượt trội của bàn ủi Tefal như mặt đế chống trầy và siêu trượt, ngăn đựng nước chống đóng cặn. Với máy xay kim nồi nấu, ta chỉ cần cho rau củ vào, máy sẽ tự cắt, xay và nấu, ta có ngay món súp. Tại lễ hội tháng bán hàng châu Âu, nhiều sản phẩm điện máy, điện gia dụng, kỹ thuật số, công cụ, dụng cụ được ưu đãi giá đến 30% kèm theo quà tặng. Cũng trong thời gian này, khách hàng được tham gia mua sắm trả góp lãi suất 0% trong 12 tháng cho tất cả sản phẩm có giá trị đơn hàng từ 3 triệu đồng trở lên, thông qua các ngân hàng như Citibank, ANZ, Sacombank, Vietinbank. Riêng hai ngày thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, tại 21 trung tâm mua sắm Nguyễn Kim còn diễn ra chương trình ưu đãi bất ngờ Night Weekend, giảm thêm đến 10% cho tất cả khách hàng mua các sản phẩm điện lạnh thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế Sacombank với giá trị đơn hàng từ 5 triệu đồng trở lên.